Tử vi tuổi Tý tháng 2 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp thì tuổi Tý đứng vị trí đầu tiên, nên đây cũng là con vật được coi là tiên phong, luôn dẫn đầu. Bởi vậy, những người tuổi Tý thường có tài lãnh đạo và quản lý rất tốt. Hơn nữa, họ còn được trời phú cho sự thông minh, đáng ngưỡng mộ. Mọi người đều phải trầm trồ về sự sáng tạo, nhanh nhẹn và tháo vát. Năm 2020 là một năm khá nhiều biến động đối với những gia chủ tuổi Tý do trực thái tuế. Vậy bước sang năm Tân Sửu, vận trình của các gia chủ tuổi Tý có khởi sắc hơn hay không? Ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những kiến thức về tử vi của tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Tý sẽ gặp những hung tinh, các tinh nào, vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên có được như ý và cách hóa giải ra sao? Mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi Thành Mộc Cục, Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuyệt Thân. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Tý. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Tý sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 2 tức ngày 23 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Canh Ngọ, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, Bính Tý sinh năm 1996. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 2 tức ngày 4 tháng 4 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Ngọ, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 và Bính Tý sinh năm 1996. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 6 tháng 2 tức ngày 18 tháng 3 dương lịch, kéo nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 2 tức ngày 30 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 2 tức ngày 11 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ đạt được thuận lợi, đạt được kết quả như ý. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch. Về mặt sự nghiệp, tháng 2 không phải là thời điểm dễ dàng đối với người tuổi Tý trên nhiều phương diện. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những áp lực trong công việc. Cho nên, khi đã bắt tay vào công việc, không được lơ là, chảnh mạng. Trong công việc, bạn khó đạt được kết quả như mong muốn. Bạn thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không muốn cố gắng. Sẽ có những căng thẳng, những mâu thuẫn tại nơi làm việc.
Với những người làm kinh doanh, thị trường thật sự không tốt và công ty của bạn sẽ xảy ra một loạt vấn đề, lục đục, mâu thuẫn sẽ xảy đến. Bạn là người lãnh đạo, người đứng đầu, bạn đã dẫn dắt công ty một thời gian dài. Đừng chỉ vì một phút nóng này mà làm mất bình tĩnh, mất sự tín nhiệm của cấp dưới. Hãy lắng nghe ý kiến từ tập thể, tiếp thu và cải tiến để bộ máy của công ty làm việc hiệu quả. Bạn cũng nên có những lời động viên, khen ngợi kịp thời với nhân viên của bạn. Họ là những người đồng hành cùng bạn cho đến ngày hôm nay. Với người quyết định nhảy việc, tháng này sự thay đổi môi trường được khuyến khích vì có thể mang lại cho bạn những trải nghiệm thú vị. Tuy vậy, bạn rất cần có sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè. Chỉ nhờ thế, bạn mới có thể hoàn thành các nhiệm vụ và tạo nền móng tốt cho tương lai. Công việc nhóm càng đóng vai trò quan trọng, vì thế hãy sẵn sàng, tinh thần học hỏi, chia sẻ. Trong thời điểm này, thầy Gia Cát khuyên tuổi Tý hãy sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn để cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ hai, về mặt tài lộc, đầu năm nhưng tình hình tài chính của con giáp tuổi Tý không thực sự như ý muốn. Công việc không tốt ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập. Người làm công ăn lương cần cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc của mình thì mới mong được hưởng lương thưởng. Người làm ăn kinh doanh thời điểm này cần hết sức chú ý, vì tử vi tháng 2 âm lịch cho thấy bạn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý, tuyệt đối không dính líu đến những mối làm ăn bất chính, kẻo lại mất thêm tiền. Hơn nữa tháng này chi nhiều hơn thu nên bạn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh trường hợp trái túi. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Tý nên mang bên mình pháp khí phong thủy, mi quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tháng 2 âm lịch, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt. Trong tháng này, bạn phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn và mất nhiều thời gian lòng vòng. Bạn nên thư giãn và để bọn trẻ có cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Bên cạnh đó, người độc thân khó tìm được bạn đời, bạn luôn sống trong thế giới của mình. Dù khó khăn, mệt mỏi cũng không hề chia sẻ. Đôi khi, để cái tôi của mình quá cao, dù sai nhưng bạn không chịu nhận lỗi về mình. Điều đó vô tình đẩy bạn ra xa hơn. Để kích hoạt đào hoa, người tuổi Tý hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vòng sẽ chiêu mời quý nhân giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe là vấn đề bạn cần phải quan tâm trong tháng 2 âm lịch. Áp lực từ công việc khiến bạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và lo âu. Bạn cần phải có suy nghĩ tích cực, không nên oán trách, đổ lỗi cho bản thân hay cho bất cứ ai. Sống có khúc, người có lúc, ai cũng sẽ phải trải qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Quan trọng là bạn phải nỗ lực để vượt qua nó. Hơn nữa, những gia chủ tuổi Tý không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Trong thời điểm này, bạn cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Đồng thời, người tuổi Tý nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tay tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát có tác dụng kỵ tà, hóa sát, tạo may mắn, bình an cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, Canh Tý, sinh năm 1960. Kênh Dương Kim gặp Tân Ân Kim là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ Canh Tý trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Mà sức khỏe của người tuổi Canh Tý trong tháng này ít khi ốm đau nặng. Song bản mệnh nên thay đổi những thói quen sinh hoạt không tốt, nhất là về vấn đề ăn uống. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp cho bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt. Từ đó giúp cho công việc được hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma
tăng cường cát khí. Thứ hai, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Nhâm Dương Kim gặp Tân Âm Kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Nhâm Tý trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người xung quanh mình. Ngoài ra, tháng 2 âm lịch với tuổi Nhâm Tý thì vận hạn vô cùng đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên, nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá trị, tình cảm, gia đạo, an vui. Nữ mạng tuy có âm dương, phù trợ nhưng do vận xấu nên chưa thực hiện được các mưu sự mới. Thời điểm này, người tuổi Nhâm Tý nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tay tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ ba, Giáp Tý, sinh năm 1984. Giáp Dương Mộc gặp Tân Dương Kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, bản mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi, từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên, bản mệnh cũng cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Sự nghiệp của người tuổi Giáp Tý tháng này khá ổn. Trong quá trình làm việc, ít nhiều gì bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm, miễn là bạn có thể chịu được áp lực. Tuy nhiên, các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt đẹp. Kinh phong thủy gia cát quý gia chủ Giáp Tý luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Thứ tư, tuổi Bình Tý, sinh năm 1996, Tân Dương Kim gặp Bính Dương Hỏa là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ Bình Tý cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Về phương diện tình cảm, tháng này của các gia chủ Bình Tý khá ổn định. Những người đã có gia đình sẽ gặp được những niềm vui bất ngờ. Những người còn độc thân, tháng này sẽ gặp được người như ý tại các buổi gặp mặt. Tuy nhiên, bạn cần chú ý, vấn đề tài lộc sẽ không như mong đợi. Chi nhiều hơn thu nên sẽ dẫn đến tình trạng hao tài, cần có nhật ký chi tiêu để quản lý tài chính của mình chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Bình Tý còn khá chần chừ nên đôi khi thiếu quyết đoán trong mọi việc, dẫn đến bạn thất bại trong nhiều thứ. Tuổi Bình Tý cần năng động hơn, mạnh mẽ hơn mới mong có thể thành công. Để thành công và may mắn hơn trên con đường công danh sự nghiệp, các gia chủ Bình Tý hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tĩnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Trên đây là tổng quan về vận trình của người tuổi Tý trong tháng 2 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi, quý anh chị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.